Trước nhu cầu sử dụng TV tăng cao trong mùa bóng đá, nhiều siêu thị điện máy đã tung ra các chương trình ưu đãi giảm giá rất hấp dẫn cho mặt hàng TV. Đặc biệt, các dòng TV màn hình lớn được giảm giá sâu, có mẫu giảm tới 80%. Nhằm kích cầu mua sắm, thu hút người tiêu dùng, các siêu thị cửa hàng điện máy đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá lớn cho các mặt hàng TV. Các sản phẩm TV từ bình dân cho đến cao cấp đều được giảm giá sâu. Hiện nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên bên cạnh hình thức mua sắm trực tuyến, hình thức mua sắm trực tiếp, hình thức mua hàng online cũng đã được các siêu thị, cửa hàng điện máy kích hoạt đi kèm với nhiều chương trình ưu đãi tốt. Đáng chú ý, những mẫu Smart TV, TV màn hình lớn được giảm giá mạnh nhất, tới một nửa giá bán. Những mẫu TV này được tích hợp nhiều công nghệ như là xem video trực tuyến, trình duyệt web, tìm kiếm bằng giọng nói trên YouTube và Google bằng remote thông minh. Trên trang web của một số những hệ thống siêu thị điện máy lớn, nhiều mẫu TV 4K của các thương hiệu tên tuổi như LG, Samsung, Sony, Panasonic, TCL và Casper được giảm từ 40 đến 50% và thậm chí có mẫu còn được giảm giá sâu từ 80 cho đến 81%. Công an Hà Nội cho biết gần đây tại Việt Nam xuất hiện hình thức đầu tư vào Forex. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng ngoại hối Forex. Cơ quan công an khẳng định mọi hình thức tổ chức kinh doanh giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Người tham gia chơi Forex được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về tài chính rất cao. Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội, hiện nay thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là chơi Forex. Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesale, chào mời đầu tư qua điện thoại, liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi đánh lệnh, ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của các cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền. Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án với nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức số đề, lô đề lớn nhất từ trước đến nay. Trước đây thì đánh bạc theo hình thức này được tổ chức khá tinh vi và diễn ra trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, gồm nhiều đối tượng móc nối với nhau. Với số lượng con bạc nhiều, lượng tiền giao dịch lớn, trung bình mỗi ngày trên dưới 500 triệu đồng. Điều đặc biệt là đường dây này có rất nhiều thư ký giúp việc ghi đề cho các đối tượng cầm đầu. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, dưới sự chủ trì của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Bình đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an thị xã Ba Đồn, Công an huyện Bố Trạch, Công an huyện Quảng Ninh, triệu tập đấu tranh với Võ Thị Thùy Trang, sinh năm 1982, trú tại thành phố Đồng Hới, Châu Ngọc Sơn, sinh năm 1993, trú tại huyện Bố Trạch và Nguyễn Trung Pháp, sinh năm 1980, trú tại huyện Quảng Ninh và các thư ký ghi đề khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thành lập Zalo đến kết bạn xong các thư ký là đến giờ ghi xong là chụp ảnh gửi qua Zalo cho em. Xong đến giờ sổ ra thì là tính toán ăn thua xong rồi chi trả. Các đối tượng này hoạt động là mang tính chất là móc nối nhau, số lượng đối tượng nhiều, số lượng con bạc nhiều và đồng thời là cái lượng tiền giao dịch trong cái hoạt động đánh bạc này là rất là lớn và gây ra nhiều hệ lụy xã hội và dẫn đến nhiều cái vấn đề khác liên quan, ví dụ như là các cái tội phạm hay vụ cướp giật, trộm cắp. Khám xét khẩn cấp cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Công an tỉnh Quảng Bình, cơ quan cảnh sát điều tra của Nguyễn Trúc Pháp có đồ vật tài tập kinh tôn giáo không, nghề nghiệp lao động tự do. Với hệ thống chân rết gồm 50 đối tượng ở các địa bàn khác nhau tại tỉnh Quảng Bình, hàng ngày các cái đề nhận bảng đề từ thư ký với số tiền giao dịch trên dưới 500 triệu đồng mỗi ngày. Riêng trong ngày 2 tháng 6, cả 3 đối tượng đã nhận bảng đề từ 36 tài khoản Zalo với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Tiến hành khám xét chỗ ở của 3 đối tượng, thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.
Theo tài liệu thu thập được, từ khoảng tháng 3 đến nay, các đối tượng trên đã nhận số tiền giao dịch qua bảng đề hơn 15 tỷ đồng. Các đối tượng là thường sử dụng là các chân rết, đồng thời là sử dụng nhiều cái hình thức để trốn tránh, như là sử dụng người khác để che mắt cái quan chức hoặc là tạo một cái vỏ bọc về các cái hoạt động kinh tế khác để nhằm che giấu hoạt động đánh bạc của mình. Đây là vụ án đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua mạng xã hội Zalo, Facebook có quy mô và số tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Số đối tượng tham gia đánh bạc đông, thủ đoạn hoạt động tinh vi, lợi dụng công nghệ cao và có nhiều phương thức nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Trong một tuần qua, kể từ ngày 2 tháng 6, sàn HOSE và các công ty chứng khoán đã không cho phép nhà đầu tư hủy sửa lệnh trên sàn HOSE. Và điều này đã khiến cho nhiều nhà đầu tư thiệt hại hàng chục và thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Nếu như tính toàn bộ số 2,81 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân hiện nay, thì số tiền thiệt hại có thể lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư bức xúc yêu cầu phải có người chịu trách nhiệm với số tiền thiệt hại này. Anh Bùi Tuấn Long, một nhà đầu tư chứng khoán chia sẻ, ngày 7 tháng 6, khi giá cổ phiếu SSI vượt mức 49.300 đồng một cổ phiếu, anh đã đặt lệnh bán 10.000 cổ phiếu SSI với giá 49.000 đồng. Tuy nhiên, thị trường đã quay đầu giảm nhanh, tụt xuống dưới 46.000 đồng một cổ phiếu. 10.000 cổ phiếu của anh bị treo, anh đã không thể hủy hay sửa lệnh. Đến ngày 8 tháng 6, thị trường tiếp tục giảm sâu, khiến anh phải bán 10.000 cổ phiếu này với giá 45.000 đồng một cổ phiếu. Như vậy, do không hủy hay sửa lệnh, anh Long đã thiệt hại khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Khi đó sàn đơ lệnh không thực hiện được, nó bị tụt khá là sâu. Nên là tôi muốn bán ở một cái giá khác thì lúc đấy là sẽ không bán được vì cổ phiếu đang treo ở cái lệnh cũ. Nó dẫn đến là tôi phải thiệt hại khá lớn, nó khoảng tầm 30 triệu đồng. Mà thực tế ở cái tầm giá thấp hơn thì mọi người vẫn còn thực hiện được. Tôi không biết là bây giờ sẽ ai thực hiện cho tôi về cái mặt thiệt hại như vậy. Trước tình hình sàn HOSE cấm hủy, sửa lệnh, nhiều nhà đầu tư đã phải chọn phương án bán cổ phiếu bằng lệnh thị trường. Tức là cứ có người mua là bán, giá nào cũng bán, kể cả người mua đặt lệnh mua sàn. Điều này cũng khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng chục triệu đồng khi bán được cổ phiếu không ở mức giá mong muốn. Bản thân cái bảng điện ấy nó hiện lên giá nó đã chậm rồi, khi mà căn giá thì giá nó đã nhảy đến tận đâu rồi. Cho nên là đối với cá nhân nhà đầu tư của tôi thì tôi thông thường là với kinh nghiệm của mình là tôi dùng lệnh MP, lệnh quét của thị trường, hay là tôi đặt chênh là khoảng độ 5 lai, có nghĩa là chênh giá, cái giá nó đang khớp thì may ra mới khớp được. Điểm đáng nói là trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán không cho hủy hay sửa lệnh, vẫn có công ty chứng khoán nhỏ cho phép nhà đầu tư hủy, sửa lệnh. Theo thống kê từ HOSE, trong tuần vừa qua, tỷ lệ hủy, sửa lệnh đã giảm từ 33% xuống còn 8%. Vậy những ai nằm trong diện 8% được hủy, sửa lệnh, những nhà đầu tư này sẽ có lợi thế hơn các nhà đầu tư khác như thế nào? Cái này là rất chi là mất công bằng, bởi vì là tôi biết rằng là một số công ty bé hoặc là một số công ty thì vẫn được hủy hoặc là sửa lệnh, trong khi bản thân các nhà giao dịch khác ở đại bộ phận các công ty khác thì lại không được, thì cái đấy là một cái gọi là không được công bằng. Thứ hai nữa là cũng không biết là cái việc mà các bên tự doanh của bản thân công ty đấy thì họ có được sửa lệnh hay không, thì cái đấy cũng chả ai kiểm tra được. Hiện nay các công ty chứng khoán đã mở tính năng hủy sửa lệnh, nhưng các công ty chứng khoán cũng lại thông báo sẽ chủ động tạm dừng hủy sửa lệnh mỗi khi thị trường có hiện tượng quá tải, nghẽn. Nghĩa là nhà đầu tư có thể bị treo lệnh bất cứ lúc nào khi giao dịch trên sàn HOSE. Thành phố Hồ Chí Minh đang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Trong 5 tháng qua, hơn 42.000 công nhân tại thành phố này đã bị mất việc hoặc ngừng việc. Hơn 9.000 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động do COVID-19. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm tháng qua có 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, 1.365 doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn do dịch bệnh, 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương công nhân, 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Đặc biệt, hơn 42.500 công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh bị mất việc hoặc ngừng việc, 9.308 doanh nghiệp ngưng hoạt động do COVID-19.
Cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã kiểm soát được đợt lây nhiễm thứ tư. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thành phố nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh thành tiêu thụ nông sản thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khởi động triển khai chương trình kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch. Hưởng ứng chương trình này đã có nhiều cá nhân tổ chức đã chung tay mua vải của người dân tỉnh Bắc Giang và trao miễn phí cho người dân nghèo tại Hà Nội. 2 tấn vải chuẩn xuất khẩu Nhật Bản trong chiều qua đã được vận chuyển từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang về Hà Nội để phát miễn phí cho người dân. Đây không chỉ là sự chung tay hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản vùng dịch, mà còn là tấm lòng gửi tới những người dân lao động nghèo cũng đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hôm nay ở đây các bác, các cô, các chú là phát vải miễn phí. Thì chúng tôi cũng thấy là vải rất tươi và ngon, đẹp. Thế mà việc làm này là cũng việc làm rất có ý nghĩa đối với lại những vùng mà có dịch. Đấy, và giúp cho nhân dân vùng có dịch là giải tỏa được những cái khó khăn. Thế mà chúng tôi được các cô các chú phát cho thế này là chúng tôi cũng rất phấn khởi. Nhận những cái quả vải miễn phí này thực sự rất thương nông dân. Nhìn người ta đã lao động vất vả đến khi thu hoạch thì lại trả được bao nhiêu. May mà có những cái đoàn xe giải cứu để cho nông dân được an ổn phần nào. Những quả vải tươi được trồng tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap hiện được xuất khẩu đi thị trường các nước như Nhật Bản, Mỹ, Úc và châu Âu. Trong năm 2021, riêng huyện Lục Ngạn có diện tích trồng vải theo tiêu chuẩn Việt Gap là hơn 12.400 hecta và theo quy trình Global Gap là khoảng 318 hecta. Chúng tôi hôm nay rất là vui tại vì là ngày đầu tiên nhưng mà rất là đông bà con đã đến để nhận vải miễn phí này. Và vải này thì đã được phun khử khuẩn đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu mà bên Trung đoàn và Bộ Nông nghiệp Nông thôn là đã thực hiện trong ngày hôm nay. Thì chúng tôi đã đăng ký là 2 tấn vải và sau đó thì các chương trình sau đấy thì chúng tôi cũng đang có kế hoạch để tham gia cùng với Trung ương đoàn. Được biết, chương trình phát vải miễn phí sẽ được tổ chức thêm nhiều đợt trong thời gian tới cho người dân lao động nghèo, cán bộ và nhân viên các doanh nghiệp tại Hà Nội. Những hình ảnh rất ý nghĩa vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những ngày qua trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước làm nhiều trẻ em tử vong. Tình trạng này được dự báo sẽ còn báo động hơn nữa trong ngày hè tới, khi trẻ nhỏ có một kỳ nghỉ kéo dài ở nhà do dịch COVID-19. Nếu không có những thay đổi, chắc chắn những tai nạn thương tâm sẽ là nỗi ám ảnh với mỗi chúng ta. Đây là nội dung sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.